Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2020 của người tuổi Thìn. Xem tử vi tháng, người tuổi Thìn bước sang tháng 7 âm lịch với vận trình có khởi sắc rõ rệt, nhiều cục diện tam hợp quý nhân nâng đỡ, công danh sự nghiệp có dấu hiệu bừng sáng bất ngờ. Tài lộc trong tháng vẫn đang trên đà khởi sắc, nỗ lực làm việc của con giáp này sẽ đem lại viễn cảnh tươi sáng trong tương lai cho bạn. Dù tài chính đang lúc rủng rỉnh, bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu hợp lý. Bạn cũng cần phải đề phòng mất của mất tiền trong tháng do có họa ngũ quỷ rình rập. Vận trình tình duyên của người tuổi Thìn ở thời điểm này không có gì đáng lo ngại. Các cặp đôi trân trọng hạnh phúc hiện tại nên có mối quan hệ ngày càng khăng khít. Gia đạo yên ấm, có thể có tin vui về chuyện con cái. Trên đây là tổng quan tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Thìn. Mời các bạn cùng Lịch Ngày Tốt tiếp tục xem tử vi tuổi Thìn trong tháng 7 năm 2020 âm lịch, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngày sau đây nhé! Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Ngày Tốt. Hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé! Tử vi tuổi Thìn tháng 7 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp. Xem tử vi sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 7 âm lịch này, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển hết sức thuận lợi, làm đầu chắc đó, có đầu có đuôi, gặt hái được không ít thành tựu đáng kể. Tam hợp quý nhân giúp sức, những chú rồng có thêm tự tin và hậu thuẫn để theo đuổi mục tiêu mình đã đặt ra. Tháng này cũng rất hợp cho việc ký kết hợp đồng vì rất có lợi cho bản mệnh, lúc này mưu cầu đại sự rất dễ thành. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng hoặc tìm hướng phát triển bền vững lâu dài. Nhìn chung mọi sự thuận lợi, công việc hanh thông khi bạn có ưu thế hơn hẳn mọi người. Song, lợi thế mà bạn đang có lại vô tình trở thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân. Nhất là khi nguyệt lệnh lầm đất suy trong tháng này. Trong cát có hung, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Đôi lúc, mệnh chủ cảm thấy tinh thần sa sút, chán chường, muốn bỏ dở nửa chừng khi trục trặc liên miên. Song, miễn là bạn giữ được sự quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt, thì vận quý nhân của bạn đang vượng, đủ sức để đối phó với kẻ tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Ngoài ra, trong tập thể, bạn phải cứ mạnh dạn, thể hiện năng lực của bản thân, đừng e dè hay sợ hãi. Có như vậy thì mới tranh thủ được sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai cho mình. Theo phi tinh tháng 7 âm lịch này, các tinh lục bạch và bát bạch vượng vận khí và tài khí lần lượt nằm ở hướng chính nam và tây nam. Để tăng cường vận may cho bản thân, bạn có thể đặt chậu cây cảnh hoặc thiết kế tiểu cảnh, hòn nam bộ ở các vị trí này nhằm kích khởi nguồn năng lượng tích cực, rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao và sự thăng tiến trong công việc. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tuổi Thìn, tài lộc. Xem tử vi tháng, cùng với những thuận lợi trong công việc, tài lộc của người tuổi Thìn cũng có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa thực sự mạnh và rõ ràng như bạn mong muốn. Nhìn chung, chính tài của bản mệnh vẫn khá ổn định khi được đảm bảo từ nguồn thu nhập chủ yếu từ công việc hiện tại của bạn. Còn thứ tài thì có tăng lên đôi chút như các khoản lợi từ công việc tay trái hay dự án bên ngoài. Nếu có thể sắp xếp thời gian tốt hơn thì bạn vẫn có thể kiêm nhiệm việc làm thêm để cải thiện thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng nên phân biệt rõ giữa việc chính và việc phụ, tránh để hai lĩnh vực chồng chéo lên nhau sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hiệu suất công việc hiện tại của bạn. Dù tài chính đang lúc rủng rỉnh, bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu hợp lý, nhất là khi nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng. Nếu bạn cứ giữ thói quen chi tiêu phóng khoáng như mọi khi thì chắc chắn tiền vào túi rồi lại giao ngay, tài khí khó tích tụ. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng mất của mất tiền trong tháng do có họa ngũ quỷ rình rập. Chú ý quản chặt túi tiền, tránh tình trạng bất cẩn đánh rơi hay bị mất trộm, đặc biệt là nên tránh xa những trò may rủi như lô đề cờ bạc. Tử vi tuổi Thìn tháng 7 năm 2020 âm lịch, tình duyên. Tình cảm thuận lợi, gia đạo an yên tạo ra sự yên tâm và động lực cố gắng rất lớn cho con giáp tuổi Thìn trong tháng 7 âm này. Các mối quan hệ của bạn đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối để tìm được hướng đi phù hợp. Còn trong đời sống cá nhân, tình cảm ăn sâu bén rễ giữa các cặp đôi giúp hai bạn nhận được nhiều tin vui. Cả hai đều trân trọng hạnh phúc hiện tại nên không dễ gì buông tay nhau dù gặp bao nhiêu khó khăn.
Người đã có gia đình thì vợ chồng đồng lòng đồng sức vun vén hạnh phúc, có người còn có tin mừng về chuyện con cái. Tháng này cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ về tình duyên với người độc thân khi đã đủ mạnh mẽ bước ra khỏi nỗi đau từ tình cảm trong quá khứ, có cơ hội tìm được tình yêu mới bên ngoài. Duyên phận có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mái mối. Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên mở lòng để đón nhận. Sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời thay vì cứ mãi o ép con tim mình. Phi tình tháng này cho thấy sao nhất bạch chủ về đào hoa, nhân duyên bay về phương đông nam. Bạn nên thường xuyên đặt lọ hoa tươi ở đây để thu hút cát khí, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, từ đó sẽ rất lợi cho tình cảm của bạn. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tuổi Thìn, sức khỏe. Bước sang tháng Giáp Thân, sức khỏe của người tuổi Thìn duy trì ở mức ổn định. Có thể là nhờ tinh thần phấn khởi, tình cảm thăng hoa nên thể trạng của bạn khá tốt. Do đó, bạn chỉ cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần luôn lạc quan yêu đời để hai khí âm dương cân bằng sẽ giúp phòng tránh bệnh tật hiệu quả. Bạn cũng nên tập luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích, ăn uống lành mạnh để sức khỏe được tốt hơn. Có điều, bạn vẫn nên chú ý khi sử dụng các đồ sắc nhọn, dao kéo, đi đứng thận trọng, kẻo gặp họa hình thương trong tháng cô hồn này. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 7 năm 2020 âm lịch. Nhâm Thìn, Thủy, nam Vân Hán, nữ La Hầu, khẩu quyết, quý nhân giúp đỡ, công danh sự nghiệp bừng sáng bất ngờ. Quý nhân, Tý, Thân, tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc may mắn, đen, vàng. Giáp Thìn, Hòa, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức, khẩu quyết, kiên trì và nỗ lực theo đuổi tới cùng, khó khăn nào cũng được đẩy lùi. Quý nhân, Dần, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Mão, màu sắc may mắn, xanh, trắng. Bình Thìn, Thổ, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu, khẩu quyết, thu nhập ổn định, chú ý quản lý chi tiêu và đề phòng mất của. Quý nhân, Thân, Hợi, tiểu nhân, Mùi, Ngọ, màu sắc may mắn, tím, đen. Mậu Thìn, Mộc, nam Vân Hán, nữ La Hầu, khẩu quyết, tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch tuổi Thìn, tình cảm thuận lợi, gia đạo an yên. Quý nhân, Dần, Ngọ, tiểu nhân, Mùi, Mão, màu sắc may mắn, xanh, nâu. Canh Thìn, Kim, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức, khẩu quyết, thể trạng ổn định, nhờ tinh thần phơi phới, tình cảm thăng hoa. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Mùi, Sửu, màu sắc may mắn, vàng, hồng. Trên đây là tử vi tháng 7 âm lịch năm 2020 của người tuổi Thìn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 7 âm lịch năm 2020 của 12 con giáp. Chi tiết từng tuổi sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.